Tình huống đầu tiên, xe con màu trắng và bác xe khách đã đè lên vạch vàng và lấn sang làn đối diện các bác ạ. Oh no! Đi như vậy là các bác đang báo hại cho gia đình và cho xã hội đấy. Nhạc hay đấy! Kinh kịch kinh kịch kinh kịch hey! Kinh kịch kinh kịch hey! Kinh kịch kinh kịch hey! Đi vậy! Vâng, bác xe tải trêu đùa bác 7 chỗ xíu, làm em xem mà tí nữa tè ra quần. Vâng, sau đây là màn thị uy sức mạnh của bác gầm cao, mái thoáng các bác ạ. Bác đã leo những bậc thang khá cao và dốc. Em mời các bác xem hết video nha. Nếu thấy hay các bác hãy like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất ạ. Để góp ý và đóng góp ý kiến, các bác bình luận ở cuối video nha. Mời đẹp! Mời đẹp! Vâng, cửu nhà bác nào thả rông ra ngoài đường thế này, mau nhốt nó lại đi chứ. Cứ để băng băng qua cao tốc như này thì bọn em biết đi thế nào đây? Nguy hiểm quá! Ai ốt mà! Hey, kinh kịch kinh kịch, hey. Đi vậy. Bác xe khách đi như vậy là dở rồi, bác lại còn bỏ chạy nữa chứ, chán ý thức của bác quá. Vâng, bác tài chắc buồn ngủ quá nên đã mất lái và thế là xe đã văng sang bên kia đường các bác ạ, cũng may là không va vào xe cộ nào khác đấy, chứ không lại khổ. Vâng, một thoáng lơ đễnh, em gái đã bị kẻ gian giật mất cái iPhone. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Này thì nhoi nhoi, định băng qua đường dây lúc tàu sắp đến này. May là mới chỉ hỏng xe thôi đấy, lần sau chừa cái kiểu đi ngu người như vậy bác nhé. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật. Chiếc ô đã không cánh mà bay giữa đường, nguy hiểm quá các bác ạ. Vâng, sau đây em mời các bác chiêm ngưỡng chiếc xe ô tô, độc là Bình Dương ạ. Người ta đi ô tô để che nắng, che mưa, còn bác đi ô tô nhưng vẫn phải mặc áo mưa để lái xe các bác ạ. Sao mà đó được? Sao mà đó được? Mãi là anh em nha, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mình đi hết đoạn đường này cùng nhau nha. Sao mà đó được? Sao mà đó được? Tình huống tiếp theo, tại ngã tư, đã có va chạm giữa xe con và xe sơ mi rơ móc, cực kỳ nguy hiểm các bác ạ. Em mời các bác xem hết video để biết nha. Dừng khoảng chừng là 2 giây.
Từ từ anh ơi, em còn chưa lên xe mà, sao anh nỡ? Gặp đàn trâu, dàn hàng đi kết quắc như này, theo các bác, em nên đi như nào đây ạ? Tình huống tiếp theo, bác xe tải chắc vợ gọi về ăn cơm luôn hay sao? Mà bác vội thế, bác đi tạt cánh, đánh đầu, chiếc xe gắn cam hành trình không những thế bác còn vượt đèn đỏ nữa chứ. Thôi bác làm cái biên bản phạt nguội, đóng góp một phần nhỏ vào kho bạc nhà nước. Rồi rồi, mới xong rồi. Tình huống băng qua đường dây hết sức nguy hiểm của hai bác đi xe máy. Các bác đánh cược tính mạng của mình, chỉ bằng việc sang bên kia đường nhanh hơn một phút. Đến lúc có chuyện gì lại cho rằng tại số. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật. Vâng, chiếc sơ mi dơ móc với thùng hàng tơi tả, nó có thể rơi rụng xuống bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà, bác tài vẫn cho xe lưu thông trên đường, thế mới lạ chứ, thật là quá nguy hiểm mà. Cái này mà nó sập vào cái xe bên cạnh thì chỉ có chết. Thôi đi luôn, lan luôn. Khối sắt nó to như vậy nhỉ. Thôi nó giống kinh nhảy vậy ạ. Đây, an toàn giao thông là như này đây. Kéo nhìn rõ biển này. Biển 29 giờ 05 8 54. Kênh Giao thông nước Việt chúc các bác lái xe an toàn, vạn dặm bình an. Cảm ơn các bác đã xem kênh Giao thông nước Việt. Hãy like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất ạ. Có gì góp ý các bác để lại bình luận bên dưới video nha.